Theo yêu cầu của các cháu tôi và nhiều bạn, có bạn ở Hà Tiên, có bạn ở Cà Mau, ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn bạn một phương pháp tập thể dục để chữa bệnh không cần dùng thuốc nhưng rất hiệu quả các bạn. Bây giờ tôi xin chia sẻ về cái quá trình chữa bệnh của tôi để các bạn được biết, tin tưởng, yên tâm tập luyện theo hướng dẫn thì bệnh nào cũng sẽ khỏi các bạn. Bản thân tôi bị viêm cột sống, viêm đa khớp từ năm 17 tuổi. Vì bệnh như vậy cho nên trong quá trình vật lộn với cuộc sống rất vất vả, tôi đã từng bị mất ngủ 10 năm trời, phải uống thuốc ngủ mới ngủ được mỗi đêm một vài tiếng. Nhưng từ khi tôi tìm được bài tập này, tôi tập luyện 2 tháng trời, tôi đã bỏ hẳn được thuốc ngủ và bệnh tật của tôi thuyên giảm được 70-80%. Và cho đến bây giờ thì tôi đã về hưu 2 năm rồi, nhưng mà sức khỏe của tôi cảm thấy cũng bình thường. Bây giờ tôi xin chia sẻ với các bạn về phương pháp tập luyện vẫy tay đạt ma diệt cân kinh. Một, trước tiên nói về tinh thần, phải có hào khí, nghĩa là có cái ý chí quyết tâm và tin tưởng vào bài tập, và tập đều đặn, vững vàng, kiên trì và tin tưởng, không nghe lời nói bàn ra bỏ dở, phải lạc quan, không lo sợ bệnh tật, tin rằng mình sẽ thắng bệnh tật sau khi luyện tập. Thứ hai là các nguyên tắc. Các nguyên tắc này rất quan trọng các bạn. Nguyên tắc trên không dưới có, lên 3 xuống 7, rất quan trọng, tôi sẽ nói thêm sau. Đứng thẳng, ngực hơi ưỡn, hai bàn chân dạng rộng bằng vai, co các đầu ngón chân lại, bấm thật mạnh phải bông hay là gỗ, bấm thật chặt như là khi đi trời mưa đường trơn vậy các bạn. Lưỡi co lại, đầu lưỡi chạm nhẹ vào níu lưỡi của chân răng hàm trên, miệng ngậm răng và hàm trên, hàm dưới chạm nhẹ vào nhau, nhắm mắt hoặc là ta nhìn thẳng vào một điểm cố định nào đó ở đằng trước các bạn. Và hơi thở bình thường, tư tưởng tập trung lên đỉnh đầu, đầu thì để lơ lửng, bụng phải mềm, lưng phải thẳng và gót chân thả lỏng, bàn chân thì cứng, các ngón chân bám chặt. Ba là các động tác khi tập. Hai cánh tay đưa song song về phía trước, tay và thân mình làm thành một góc 30 độ. Cánh tay duỗi thẳng, bàn tay thẳng, rồi vẫy hai cánh tay song song xuống phía sau hết sức của mình có thể có được. Đó là xuống có các bạn. Sau đó để hai tay rơi tự do về phía trước theo quán tính mà không dùng lực, đó là lên không các bạn. Khi vẫy hai tay thì từ cơ hoành trở lên phải giữ cho được trống không, buông lỏng thảnh thơi, đầu không nghĩ ngợi lung tung, chỉ chú ý vào việc luyện tập mà thôi. Không mím môi, ngực nên buông lỏng để cho phổi tự nhiên, cánh tay buông tự nhiên giống như hai mái chèo bám vào hai vai. Đó là trên 3. Từ cơ hoành trở xuống phải lại giữ cho chắc, bụng ở dưới thót vào và các ngón chân bám chặt vào đất, giữ cho đùi và bắp chân trong trạng thái căng thẳng cứng như khúc gỗ. Đó là dưới 7 các bạn. Mắt nhìn thẳng, đầu không nghĩ ngợi lung tung, chỉ nhẩm đến và số lần vẫy tay của mình. 4 là nói về thời lượng luyện tập. Người khỏe chỉ cần tập để tăng cường cái thể lực của mình thì chúng ta có thể tập từ 15 tới 30 phút một lần tập được rồi. Nhưng mà tập ít nhất là 1.000 lần vẫy tay trong một buổi luyện tập. Còn đối với những người bệnh, các bạn phải tập luyện tập từ từ, từ 200 lần, 300 lần, 400 lần vẫy cho đến 1.000 lần, để đến 1.800 lần vẫy trong một buổi luyện tập. Luyện tập một buổi thì phải ít nhất là từ 30 cho đến 45 phút trong một buổi luyện tập.
thì lúc đó chúng ta mới có thể chữa được cái bệnh của chúng ta. Bây giờ là các chú ý đặc biệt khi tập cạn ma dịch cân kinh các bạn ạ. Cái chú ý thứ nhất, chúng ta đang tập đấy, ông mặt trời đang ở chỗ nào thì chúng ta đứng thẳng mặt nhìn về hướng đó để chúng ta tập. Khi ông mặt trời không có ta tập thì chúng ta sẽ đứng quay về hướng nam, chúng ta tập về cực nam là cực dương của trái đất. Và cái chú ý thứ hai là khi đứng tập thì chúng ta phải đứng trên cái miếng gỗ hoặc là cái mền vải bông, tuyệt đối không được đứng trên nền gạch bông, gạch hoa các bạn, vì gạch hoa nó là âm rất là lạnh, và nếu chúng ta đứng trên đó tập thì có bao nhiêu dương khí là chúng ta sẽ bị hút hết. Thì chú ý thứ ba là sau khi tập thì ít nhất là 15 phút thì chúng ta mới được rửa chân tay mặt bằng nước lạnh các bạn ạ. Chú ý thứ bốn là trên mạng thì có nhiều trang là nêu lên về cái bản cách tập đạt ma dịch cân kinh, nhưng mà có nhiều bài là cải biên, tự cải biên, người biết cải biên đi, cho nên là khi mà lựa chọn thì chúng ta phải suy nghĩ để lựa chọn bài tập tốt nhất cho mình. Phần cuối cùng tôi xin chia sẻ các bạn về những thực tế tập đạt ma dịch cân kinh như thế nào. Trước khi tập thì chúng ta đặt 1 phút để chúng ta xem chúng ta đã đứng đúng cái tư thế theo hướng dẫn chưa. Như là chúng ta bấm thật chặt người đầu ngón chân xuống thảm đất và vân vân. Chúng ta đưa hai tay chết với thân mình một góc 30 độ, sau đó chúng ta hướng mạnh ra đằng sau, rồi để cho tay rơi tự do về đằng trước, sau đó chúng ta vậy. Phần chia sẻ bài tập đạt ma dịch cân kinh của tôi tới đây là hết. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn luyện tập thành công, vui khỏe, may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye.